Nhất là tôi xin phép được trả lời câu hỏi của đại biểu Tiến, tỉnh Đắk Nông, hỏi về cái số thu hồi tài sản thì còn 4-50%, thì cái giải pháp căn cơ nào? Đấy, thì thứ nhất là cái thực trạng, thì đúng là cái việc mà xử lý thu hồi tài sản tham nhũng đấy, thì luôn là những cái công việc rất khó khăn, phức tạp hiện nay. Và cái thực trạng thì nó cũng còn chưa đạt được theo như mong muốn. Và cái giải pháp căn cơ như nãy có đại biểu đã hỏi, thì tôi nói là trước hết là vừa qua, trước cái tình trạng mà thu hồi tài sản tham nhũng kinh tế đấy, còn gặp nhiều khó khăn, thì Ban Bí thư đã ban hành chỉ thị 04 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát chiếm đoạt trong vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế. Đấy, và cái kết quả 9 tháng ấy, của thu hồi sau cái kết quả thanh tra thì đã tăng gần gấp đôi so với 9 tháng đầu năm 2022, tăng gần gấp đôi so với 2021. Và cơ quan thi hành án thì đã tăng gần 3 lần. Đấy, tuy nhiên thì đúng như cái đánh giá của đại biểu, thì trong cái thời gian tới thì ngoài cái việc là tập trung thực hiện lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt cái chỉ thị 04 của Ban Bí thư, thứ hai nữa là cũng đề nghị là các cơ quan có thẩm quyền thì sửa đổi bổ sung cái pháp luật về thu hồi tài sản còn bất cập, nhất là cái cơ về cái quy định cưỡng chế xử lý sau thanh tra và cái cơ chế chính sách về đất đai, bất động sản, trái phiếu mà chưa đồng bộ gây khó khăn cho việc xử lý thu hồi. Ba nữa là người phải thi hành án và các đối tượng đấy, thi hành ấy, kết quả thanh tra là nó phải thực hiện các cái nội dung một cách là đầy đủ và theo đúng cái quy định của pháp luật. Đấy, về cái giải pháp ấy, thì thứ nhất là cũng đề nghị là chúng ta tiếp tục hoàn thiện cái cơ chế thu hồi, thứ hai là tăng cường cái xử lý sau thanh tra và thi hành án, và trong quá trình điều tra đấy và thanh tra mà khi có phát hiện cái dấu hiệu tội phạm thì có thể có cái biện pháp ngăn chặn ngay, không để đến lúc là điều tra truy tố xét xử thì mới thi hành án, thì các đối tượng này thường là tẩu tán và thất thoát cái tài sản đó đấy. Và trong các cái việc mà giải quyết các cái trường hợp mà thu hồi tài sản liên quan đến các yếu tố nước ngoài thì cũng cần phải có sự hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp để thu hồi. Thì đấy là một số cái giải pháp